chào cả nhà nha. Mình chúc cả nhà ngày mới nhiều sức khỏe. Thì hiện tại là bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Và mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo hướng về bên phía Chợ Lớn nha cả nhà. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào Chợ Lớn để mua trái cây vào cái buổi mà đang họp bán chợ sỉ trái cây đó cả nhà. Thì ngay cái khúc đó thì chỉ toàn là bán trái cây, bán sỉ thôi cả nhà. Bán trái cây nhập Úc, Mỹ rồi này nọ. Thì hầu như đó ta chỉ có bán thùng chứ không có bán lẻ luôn. Có bán lẻ thì cũng ít lắm. Còn những trái cây khác sỉ á, nếu mà bán sỉ á, thì cả nhà mình chỉ được lựa giống như là hốt đại thôi, chứ không có được lựa nha cả nhà. Nếu mà lựa là sẽ bị người ta la. Hôm nay thì hình như là trời sáng hơi sớm á cả nhà. Bây giờ mới 4 giờ rưỡi thôi mà trời cũng sáng rồi đó, chứ không có còn tối như mọi khi. Mọi khi 4 giờ rưỡi cũng còn tối lắm cả nhà. Rồi mình dừng đèn đỏ chút nha. Giờ còn sớm mà xe ngoài đường chạy cũng nhiều nha cả nhà. Bây giờ thì người ta ai cũng vất vả đi làm hết. Kinh tế thì khó khăn, ai cũng phải thức khuya dậy sớm hết. Chứ bây giờ mà không thức khuya dậy sớm thì đâu có tiền đâu mà để sống rồi cả nhà. Giờ mấy cái hàng quán, cửa hàng rồi chưa có mở cửa. Chỉ có mấy cái chợ họp vào buổi sáng thôi để phân phối hàng sỉ á. Trời sáng hơn hồi nãy nữa rồi cả nhà, mới chạy chút xíu thôi mà trời nó sáng hơn rồi. Nhanh thiệt chứ. Rồi lại dừng đèn đỏ tiếp. Ở đằng trước cả nhà mình thấy có sáng sáng đông đông không cả nhà. Ở đằng trước là đang họp chợ mà chợ cá cả nhà. Cá này không phải là cá cá đem về chế biến đâu mà là cá kiển cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy đông không? Chải cá, bỏ cá vô bọc rồi đổ không khí vô rồi xong rồi chải cá đầy đường vậy đó. Ai mua cá thì lại sẽ lợi lựa. Xong rồi đem về bán lại. Đó, chợ cá kiển nha cả nhà. Khúc hồi nãy á thì cả nhà còn hơi vắng nha. Nhưng mà bây giờ thì tới đây thì đông đúc hơn rồi cả nhà, sáng hơn rồi nè. Thì bây giờ là mình đang đứng ngay chỗ này là đường Châu Văn Liêm nha cả nhà. Thì quẹo phải thì sẽ đâm ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Quẹo trái thì mình sẽ ra vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông nha cả nhà. Trời thì đang sáng dần dần nha. Rồi giờ thì mình sẽ quẹo trái nha cả nhà, để đâm ra vòng xoay rồi quẹo qua hướng Hải Thượng Lãn Ông.
Dạo này người dân thức dậy sớm quá cả nhà ơi. Giờ này mà mọi người đều vội vã đi làm hết rồi. Hiện tại là bây giờ là 5 giờ. Mấy cái cửa hàng hai bên đây thì chưa mở cửa đâu cả nhà. Tầm một lát nữa, tầm 2 tiếng nữa mở cửa. Hình như có mấy người bán là từ tối tới sáng luôn á cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy lại đằng kia, nó cái đường bán trái cây là đường Trang Tử nha cả nhà, nó nằm ở bên bến xe Chợ Lớn á. Đằng trước mình là bến xe Chợ Lớn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quẹo trái qua đường Trang Tử. Đây quẹo qua đây xong rồi cả nhà mình thấy họp chợ đông đúc vui vẻ lắm cả nhà. Thì chợ này á là họp từ 12 giờ đêm rồi cả nhà. Họp cho tới sáng luôn. Tới 6 giờ sáng là giờ chót á. Tại vì là cả nhà mình thấy là một hồi là bây giờ là hiện tại là 5 giờ nè, bây giờ là còn đông nha. Nhưng mà một hồi á là mình mua trái cây xong á, mình quay ra thì sẽ thấy chợ vắng hơn. Chợ cũng có bán rau nữa cả nhà, nhưng mà hầu như là trái cây không à. Trái cây nhập, với là trái cây trong nước cũng có nữa. Nói chung là đủ thứ loại luôn. Mà với lại là chợ này chợ sỉ nên giá cũng phải chăng nữa cả nhà. Nhưng mà giá phải ăn, nhưng mà cũng phải đi hỏi chỗ này hỏi chỗ kia coi giá chỗ nào ok nhất, với lại là chất lượng trái cây như thế nào nữa. Ở cả nhà mình thấy đông ghê không, xe nào cũng chở thùng 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 hết. Rồi khúc trên kẹt luôn rồi. Cái đường thì nhỏ mà còn là xe lớn vô không cả nhà ơi, xe ba bánh vô không. Ở đây là họ bán thùng giống như là cam, quýt, táo, lê rồi cả nhà. Thùng quýt á, thì quýt mà có quýt Úc và New Zealand rồi này nọ thì giá cũng dao động, một thùng á, là tầm 10 kg á. Giá dao động là 500, từ 500 trở lên nha cả nhà, ít nhất là 500 một thùng. Táo cũng vậy, thì cái đó là mình nói là tùy loại thôi, có loại mắc hơn. Rồi cứng nhắc một chỗ này luôn rồi cả nhà ơi. Bây giờ là mấy tiểu thương rồi những chợ khác đó, người ta lại đây người ta lấy đồ, lấy trái cây đem về họ bán. Có nhiều người thì khách mối thì cứ lại đó rồi kêu một thùng này thùng kia, rồi mấy người bán người ta biết tiền người ta đem ra rồi, những người đó mua quen rồi, đủ thứ trái cây hết cả nhà. Ở cả nhà mình thấy 5 giờ sáng mà vui không?
với lại là giờ 5 giờ sáng mà trời cũng không có tối lắm nữa cả nhà, nhìn này giống 5 giờ chiều á. Bây giờ thì mẹ của mình đi bộ xuống để hỏi giá và lựa trái cây ra cả nhà, tại vì nhiều quá cũng không có biết mua ở sạp nào nữa. Nói chung là cũng cả nhà mình đi chợ thì cũng mình nghĩ là ai cũng vậy thôi, cũng lựa những chỗ mà giá phải chăng mà chất lượng xíu. Tại vì là có nhiều chỗ mình nếu mà mình không hỏi giá kỹ á thì có thể là người ta sẽ hét giá cao cả nhà. Với lại là người ta thấy mình đi chợ mà giống như là đi những chợ sỉ như vậy nè mà không có kinh nghiệm á thì người ta sẽ đẩy giá hơi cao một xíu. À, giờ đang đứng hỏi giá nha cả nhà. Ở nhà mình mà đi vô đây mà đi xe mà đứng lại mua thì cũng hơi bất tiện lắm. Giờ mình sẽ đi kiếm cái tiệm nào ở bên ngoài đây nè. Ủa, cả nhà mình thấy quýt đồ trái cây đồ đã ghê không cả nhà, trái nào nhìn cũng tươi gói hết trơn đó. Giờ đã mua xong rồi nha cả nhà, bây giờ là mua một thùng quýt với lại một thùng táo. Đây bán thùng thôi mà chứ không có bán lẻ cả nhà, nên là muốn mua là phải mua nguyên một thùng luôn. Nhưng mà được cái là trái cây tươi ngon cả nhà. Giờ mình đứng mình đợi mẹ mình mua nha. Xong rồi bây giờ thì mình sẽ đi về và mình sẽ quay ngược lại cái hướng đó cho cả nhà cùng xem nha. Thì bây giờ là cũng hơn 6 giờ rồi cả nhà, mua nãy giờ mà cũng hơn tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà, tại vì đông quá đứng lựa rồi với lại là ta đi qua đi lại nhiều á, với lại là một phần là chợ sỉ nữa. Bây giờ là có nhiều chỗ thì cho mình lựa, còn có nhiều chỗ thì không cho lựa đâu cả nhà. Giống như chôm chôm đi, chôm chôm là phải hốt đại một đống á, chứ lựa từng trái là ta chửi á, ta chửi thẳng luôn cả nhà. Còn giống như là nãy mua xoài đi, mua xoài thì giống như là mình mua nhiều với lại mấy trái bự bự á thì ta cũng cho lựa, còn mấy trái nhỏ nhỏ là phải hốt đại thôi. Cả nhà mình thấy đỡ đông hơn nãy rồi đó, thấy không? Là bây giờ là những tiểu thương của chợ khác á, là đã mua được trái cây rồi, xong rồi bây giờ là bắt đầu đem về chỗ chợ của mình để bán á cả nhà. Nói chung là cả nhà mình thích ăn trái cây á thì cứ ra đây mua, tại vì không nếu mà như mà nhà mình đông người đi, nhà mình đông người mà mình ăn trái cây nhiều nữa thì ra đây mua một thùng thì nó sẽ lợi hơn cả nhà, với lại là ngon nữa. Nó nằm bên hông bến xe Chợ Lớn đây cả nhà, bên phải là bến xe Chợ Lớn á. Đây cái đường vô cổng vô bến xe Chợ Lớn nè. Rồi thì bây giờ mua xong rồi thì mình sẽ chạy về nha cả nhà. Thì trên đường chạy về thì mình cũng quay một khung cảnh buổi sáng cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Đó, ngay cây xăng thì xe taxi đậu lại để ngủ rồi nè cả nhà.
một hồi rồi ta mới chạy. Rồi giờ mình sẽ quẹo trái trên đường này nha, đường Hải Thượng Lãn Ông. Đó, bây giờ là mặt trời đang lên từ từ nha cả nhà, nên nhìn nó hơi chói một xíu. Đây mình chạy một hồi là bên phải là chợ Kim Biên nha cả nhà. Chợ Kim Biên thì bây giờ cũng sạp và cũng chưa mở nhiều đâu, tại bây giờ cũng còn sớm quá. Đó cả nhà mình thấy không, chợ Kim Biên vắng lắm. Giờ ta còn ngủ cả nhà ơi. Bây giờ mình thấy kinh doanh là bây giờ là chỉ có buôn bán đồ ăn đồ này nọ thôi, chứ quần áo hay là những cái giống như cá nhân đồ cũng người ta cũng ít có mua lắm cả nhà. Bây giờ đồ ăn là người ta đều ăn uống hàng ngày hết, nhưng mà quần áo là bây giờ là kinh tế khó khăn thì người ta phải tiết kiệm từng đồng, nên là những cái dịp đặc biệt đi hoặc là cuối năm này nọ thì người ta mới chút chích tiền ra để người ta mua thôi cả nhà. Rồi bây giờ thì mình đi tới Bùng Binh ở cầu Chà Và nha cả nhà. Rồi giờ đợi đèn đỏ tiếp. Ngay cái khúc này cả nhà, ngay khúc này thường hay có lễ Tết Nguyên Tiêu á cả nhà, người ta đi diễu hành á. Thì mai mốt nếu mà có dịp thì mình sẽ quay Tết Nguyên Tiêu cho cả nhà cùng xem nha. Tết Nguyên Tiêu thì nó sẽ sau Tết Ta của mình á, chắc khoảng năm qua năm sau rồi. Tết Nguyên Tiêu là của người Hoa cả nhà. Bên phải mình là Bưu Điện nha. Giờ mới 6 giờ mấy mà xe cũng đông quá cả nhà ơi. Nhiều người người ta đi làm ở công ty giờ sớm. Còn những người mà làm giờ hành chính là tầm 7 giờ mấy người ta mới đi. Cũng tùy vào tính chất của công việc nữa cả nhà. Bây giờ là có việc làm là hơn bao nhiêu người rồi cả nhà. Chứ công nhân bây giờ là thất nghiệp cả đống. Công ty rồi nhiều mặt bằng rồi đóng cửa rồi này nọ. Nhân viên thì bị cho nghỉ. Bây giờ là thất nghiệp là nhiều lắm cả nhà ơi. Đâm ra bên chợ Xóm Củi nha cả nhà. Thì mình sẽ đi về theo hướng đường Xóm Củi. Mình cũng lúc trước mình cũng có quay chợ Xóm Củi cho cả nhà mình cùng xem rồi đó. Thì bây giờ chợ Xóm Củi xuống cấp quá cả nhà. Ở trong thì sạp thì đóng quá trời luôn, mà tối thui lùi à. Còn bên ngoài thì bán quá trời bán, bên trong thì không ai bán được gì hết. Đây quẹo phải đây vô Xóm Củi nè cả nhà. Bây giờ chợ Xóm Củi cũng chưa có sạp mở cửa nữa. Đây thì sạp bông rồi, mình thấy sạp bông trái cây rồi cũng bán rồi cả nhà. Nó bây giờ thì ta cứ chạy ngang ta tấp vô ta mua thôi, chứ giờ cũng đâu có ai rảnh nữa mà gửi xe vô trong nữa cả nhà. Tại vì vừa tốn tiền gửi xe mà vừa phải đi bộ nữa, mà trong khi ở ngoài đã bán hết đầy đủ những thứ ở bên trong bán nữa, nên là cũng rất là tội mấy tiểu thương ở bên trong cả nhà. Ở bên trong ta phải gồng gánh đủ thứ hết. Rồi thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Thì cả nhà mình nhớ xem hết clip, like, share, nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ ra nhiều clip cho cả nhà cùng xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.